Hôm nay chúng ta sẽ nói về bộ phim 3F Tebon và Souls Nhật Bản. Dạo trước kia hay có một số tin tức về việc tự sát. Cứ tưởng rằng như vậy sẽ xóa bỏ được vấn đề phiền não và trầm cảm, nhưng lại không hề nghĩ tới hậu quả và cảm nhận của người nhà. Hy vọng 3F Tebon và Souls có thể đưa tới cho mọi người gợi ý. Cô gái mở cửa ra tên là Izzy, là một cô gái vẫn đang còn học cấp 3, nhưng vì một số lý do cá nhân mà cô muốn tự sát. Hẹn gặp với ba người bạn trên mạng, định là làm phát nổ bom pháo hoa cùng nhau chết. Người tổ chức vụ tự sát này tên là Cheng Hu. Tất cả những thứ này đều do hắn cung cấp. Mặc dù đã thể hiện sự quyết tâm của mình ở trên mạng, nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của Izzy thì hắn lại có chút do dự. Cô gái vẫn bé, đường đi vẫn còn dài, không nên lựa chọn tự sát cùng đám người lớn như bọn họ. Vốn dĩ là định khuyên cô suy nghĩ lại, có khi khúc mắc thì nói ra, họ sẽ giúp phân tích. Không ngờ cô bé này lại vô cùng kích động, tưởng mọi người muốn đuổi cô đi, nên cướp lấy điều khiển bom, không do dự gì mà ấn luôn vào nút đóng mở. Tiếng nổ kinh hoàng đưa tất cả mọi người về Tây Phương Cực Lạc luôn. Nhưng tiếp theo đó Cheng Hu lại mở mắt ra. Lúc này hắn vẫn thấy mình sống sờ sờ ở trong nhà kho. Bom pháo hoa đang ở ngay trước mặt. Tất cả vừa xảy ra lúc này dường như chỉ là ảo giác. Cho tới khi cửa bị người khác mở ra thì hắn lại thấy đồng bọn của mình. Hắn mới nhận ra vấn đề tồn tại ở đây. Câu lạc bộ tổng cộng có 4 người. Ngoài việc nói chuyện trên mạng thì họ chưa từng gặp nhau. Nhưng bây giờ hắn có thể gọi đúng tên từng người. Chỉ là cậu con trai tên Gao Kun này lại có một dáng vẻ vô cùng cẩn thận, không hề có ký ức trước khi bom nổ. Cheng Hu cũng không thể chắc chắn việc này là như thế nào, chỉ có thể ngồi nói chuyện phiếm cùng đối phương. Nhưng không lâu sau lại có người đẩy cửa vào, là Dong Mei, trông giống y hệt trước kia. Sự tò mò của Cheng Hu lại càng lớn hơn, hắn không ngừng hỏi đối phương, có cảm giác như từng quen biết hay không. Dong Mei cũng gật đầu, không hiểu câu nói đó nghĩa là gì. Cheng Hu nói hình như họ từng gặp, tất cả khung cảnh đều vô cùng quen thuộc. Gao Kun nói hắn đừng nghĩ nhiều, khi não bộ con người chịu sự hưng phấn quá mức thì sẽ sản sinh ra việc nhìn trước tương lai, bởi vì đây cũng là chuyện liên quan đến sống chết. Cheng Hu không muốn thảo luận về vấn đề này nữa. Nếu như người thứ 4 tự sát là một cô gái cấp 3, thì những phân tích của Gao Kun đều là linh tinh. Những người bọn họ không bao giờ hỏi thông tin cá nhân trên mạng, nói toàn là những chi tiết liên quan đến việc tự sát. Khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, tất cả mọi người đều nhìn qua đó. Cheng Hu nói đúng rồi, người mở cửa quả nhiên là một cô bé cấp 3. Nghĩ tới việc xảy ra trước đó, bọn họ liền ngăn cản đối phương, bảo cô tránh xa bom ra và đừng động linh tinh. Izzy cũng giống hai người còn lại, chỉ cảm thấy quen thuộc mà chẳng nhớ chuyện gì hết. Cheng Hu không biết phải giải thích với mọi người như nào, cứ cảm giác chỗ nào sai sai, nhưng kết quả thì không có gì khác cả. Lần người khuyên Izzy biến thành Gao Kun và Dong Mei, bọn họ cho rằng Izzy vẫn còn nhỏ, không thể chết như vậy được, phải suy nghĩ cẩn thận. Phản ứng của Izzy vẫn mãnh liệt như vậy, đã bàn trước khi tới là muốn kết thúc cuộc sống, mà tới lúc quan trọng thì cứ hỏi này hỏi kia vậy. Khi Cheng Hu nhận ra vấn đề thì đã muộn rồi, Izzy cướp lấy cái điều khiển. Tất cả mọi người biến thành cát bụi, không ngoài dự đoán thì bọn họ lại hồi sinh. Thời gian quay về lúc trước khi gặp nhau, lúc này Cheng Hu đã vô cùng chắc chắn. Đây không phải ảo giác, cũng không phải mơ. Hắn phải làm rõ rốt cuộc đây là sao, không thể cứ mãi lâm vào vòng tuần hoàn chết như thế được. Lần này Gao Kun đã hồi phục lại trí nhớ. Cậu cho rằng họ đã đứng lại tại nút thời gian, bị một lực gì đó cuốn vào trong, mới xảy ra việc loạn không gian như vậy. Chỉ tiếc là lần này người được gọi tỉnh chỉ có Gao Kun, những người khác không hề nhớ về hai lần xảy ra vừa rồi. Cố gắng giải thích mãi, hy vọng đối phương có thể hiểu được tình hình hiện tại, nhưng chuyện như vậy rất khó để người khác có thể hiểu. Người nguy hiểm nhất lần trước là Izzy, cô chỉ muốn chết chứ không muốn nghe mấy lời nhảm này, thế nên họ đã nhắm vào Dong Mei, hy vọng cô có thể hiểu ra chuyện gì đó. Vấn đề hiện tại không phải là có tự sát hay không, mà là nghĩ cách thoát ra khỏi cái vòng lặp này. Nhưng vì bọn họ nói quá nhiều, bị Dong Mei cho là kẻ rình mò đã âm mưu từ trước, chứ không sao lại biết hết mọi thứ về cô. Kết quả là cô giật lấy cái điều khiển, Cheng Hu và Gao Kun muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Cuộc phát nổ cứ thế mà đến, tất cả mọi người lại biến thành cát bụi tiếp. Lần chết thứ ba này Dong Mei đã hồi phục lại trí nhớ, bọn họ phải nghĩ cách kết thúc mọi thứ. Mặc dù là có thể hồi sinh, nhưng mỗi lần đều phải chịu sự đau đớn của cuộc nổ. Cái cảm giác này khó chịu như sống không bằng chết. Bọn họ đã khoanh vùng lên Izzy, cô ấy là vị thanh niên, kéo theo những người như vậy cùng tự sẽ phải nhận quả báo từ ông trời. Tiếp theo đó là phải khuyên cô bé sống tiếp, khuyên thành công rồi thì họ tự sau. Nhưng niềm tin của Izzy rất mãnh liệt, trước khi cô bé tới đây thì đã để di chúc lại. Vốn dĩ mọi người nói hẹn cùng nhau tự sát, bây giờ lại thay đổi đột ngột như vậy. Lúc đầu Cheng Hu còn đang cầm cái điều khiển, tránh trường hợp cô bé lại giật lấy, nhưng thời gian lâu quá nên quên bén mất. Trèo lên cửa sổ vào, Izzy nhìn cảnh bên ngoài đi, tương lai có những chuyện tươi đẹp vẫn còn đang đón chờ, còn trẻ thì phải có những bước đi cẩn thận. Izzy nhân cơ hội giật lấy cái điều khiển, không nghĩ ngợi gì mà ấn nút, khiến cho bọn họ lại chết lần thứ tư. Bình thường thì sau mỗi lần chết lại có một người khôi phục trí nhớ, nhưng lần này lại khác. Izzy vẫn bước vào với vẻ mặt không biết gì, cô bé không hề nhớ chuyện trước đó, mà những người còn lại thì cũng không dám khuyên linh tinh nữa, chỉ có thể ngồi ở vị trí của mình, kể về câu chuyện của mình, hy vọng Izzy có thể kể bí mật trong lòng ra. Cheng Hu là một nghệ nhân chế tạo thuốc pháo, cái pháo hoa 3FT trước mặt là do hắn chế tạo, nhưng không lâu trước,
trong một buổi biểu diễn pháo hoa, lại không cẩn thận làm hỏng, đến thời gian đã định nhưng pháo hoa lại không thể bắn. Người tổ chức tức giận vô cùng, không chỉ bị làm hỏng danh dự mà còn phải bồi thường số tiền lớn. Y nghĩ tự cũng từ đó mà tới, che kể ra đã có một chút tác dụng. Y gì nghĩ tới mình, cô ở trường không được thích cho lắm, hay bị các học sinh hư bắt nạt, lôi cô đến karaoke xong bắt trả tiền, nếu không trả thì không được đi. Hết cách nên cô chỉ có thể ăn trộm tiền của mẹ, làm ra một số chuyện hổ thẹn với lòng. Cứ sống không có lòng tự trọng như vậy, không bằng chết sớm. Chỉ là cô không muốn nói ký ức này với mọi người. Cheng Hu lại bắt đầu lấy ra một chiếc ảnh, bên trên đó là vợ và con gái của hắn. Đây mới là lý do tự sát thật sự. Con gái vô cùng thông minh, đang học trường tư lập, thành tích cũng tốt nên rất có thể thi được đại học danh giá. Đến lúc đó phải trả một số tiền học phí lớn, nhưng trên lưng hắn thì vẫn đang gánh một khoản nợ lớn. Chỉ có tự mới lấy được bảo hiểm, mới có thể trả hết nợ và có tiền cho con gái đi học đại học. Đây là trách nhiệm mà người bố nên có. Dòng mây đau lòng chất vấn hắn, đã từng nghĩ tới cảm nhận của con chưa? Người còn sống càng yêu người đã đi thì càng đau khổ hơn. Cô ấy chính là nhân chứng sống. Đó là một cuối tuần vô cùng bình thường. Cô lái xe đưa con trai đi Tokyo Ski Tree, trên đường đi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Chưa từng nghĩ sẽ có chuyện bất ngờ ập tới, lúc qua đường thì bị xe hàng cán nát, đứa con trai chết ngay tại chỗ. Cho dù là chồng không trách móc gì, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có tự mới có thể giải thoát được. Cô hy vọng Easy suy nghĩ lại, nếu như chết thật thì bố mẹ sẽ tự trách cả đời. Nhưng Easy thì chả quan tâm, sự sống chết của mình người khác không có quyền can thiệp. Người mất đi người thân chắc chắn sẽ đau lòng, nhưng người nhà cô chắc chắn không yếu đuối như Dòng Mây. Không chấp nhận được thì chết cùng thôi. Dòng Mây nghe xong thì tát cho một phát, hỏi Easy có thấy đau không. Người thân rời đi còn đau gấp cả trăm lần. Cao Kun chú ý tới thứ rơi trên đất, đây đều là rơi từ trong cặp của Easy ra. Sách, quần áo, điện thoại, tất cả đều viết những từ chế giễu người khác. Cậu đột nhiên hiểu ra Easy đang bị bắt nạt. Dòng Mây đau lòng, cô như thể nhìn thấy con của mình, hỏi có phải muốn cùng những thứ này biến thành tro bụi không? Easy tức giận nói, chỉ có chết mới có thể khiến chúng nó không thể quên được. Dùng pháo hoa tự sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đưa những tội ác của bọn bắt nạt ra ngoài công chúng. Đây là cách cô báo thù. Dòng Mây nghe xong thì nói với cô, kẻ bắt nạt là vị thanh niên, nên được pháp luật bảo vệ. Cùng lắm thì cũng chỉ bị cư dân mạng chửi một thời gian. Cái chết của cô chẳng có ý nghĩa gì hết, phải cường hóa sức mạnh của mình. Tâm trạng của Easy đã ổn định trở lại, mọi người tưởng là đã khuyên thành công. Không ngờ cô bé này lại bắt đầu phát điên, nhặt cái điều khiển dưới đất lên. Trước khi mọi người xông đến thì đã ấn nút, tạo thành lần chết thứ 5. Bọn họ hết cách rồi, không biết làm sao mới có thể phá vỡ vòng tuần hoàn và cứu lấy Easy. Gao Kun bảo cậu đã xem điện thoại của Easy, trong đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Chắc chắn là người nhà nhìn thấy Di Trúc xong thì gọi tới. Bọn họ có thể gọi lại trước khi Easy tới, để cho người nhà khuyên cô bé. Nhưng không ngờ lúc Gao Kun rút điện thoại ra, thì nhận được cuộc gọi của ngài Mu Kun. Biểu cảm của cậu vô cùng sợ hãi, như kiểu nhìn thấy ma, thậm chí còn phải dùng kim châm để ổn định lại. Cao Kun là một bác sĩ thực tập, ngài Mu Kun là cấp trên của cậu, lần nào cũng mắng cậu là không tự tin, làm chuyện gì cũng khiến người ta áy náy. Đây không phải đặc điểm của một bác sĩ, nếu như không đảm nhận được công việc này thì nghỉ. Nhưng như nào thì Cao Kun vẫn muốn ở lại. Người nhà coi cậu là tấm gương, suốt ngày khoe cậu trước mặt họ hàng bạn bè, cậu không thể để họ thất vọng được. Nhưng thật ra Cao Kun không thích làm bác sĩ, cậu rất nhát gan, nhìn thấy máu là run bần bật. Chỉ có tự mới kết thúc được tất cả. Easy tới rồi, cô nhìn mấy người lớn tự chỉ trích nhau. Cheng Hu cho rằng Gao Kun chưa đến mức phải tự sát như này, cùng lắm thì từ chức về nhà, không nhất thiết vì chuyện này mà đi chết. Cậu học y nên phải cứu người chữa bệnh, chứ không ở đây tự chút như vậy. Gao Kun cũng không khách sáo gì mà chỉ trích Cheng Hu. Bên ngoài thì nói vì học phí của con gái, nhưng thật ra là yếu đuối, không chấp nhận được thất bại của mình, để cho con gái chịu trách nhiệm về cái chết của hắn. Nhưng chết cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Dòng Mây nghe xong thì cũng nhảy vào. Gao Kun nói đúng, tất cả mọi người đều sẽ gục ngã, cùng làm thì cố gắng đứng dậy, người không nên ích kỷ chết đi. Đáng nhẽ mấy người muốn tự giờ đây lại cùng nhau cố gắng đứng dậy, vì đối phương và cũng vì mình, cho dù thế nào cũng phải cố gắng sống. Lúc này mẹ của Easy gọi tới, khuyên cô đừng có tự muốn trách thì trách người lớn không chú ý tới sự thay đổi tâm lý của con. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, kẻ bắt nạt rồi sẽ phải chịu sự trừng phạt. Nhưng không ngờ câu nói này lại chạm đến nỗi đau. Easy nói cuộc sống của cô khổ vô cùng, không biết phải xử lý thế nào. Nói xong liền cầm lấy cái điều khiển. Lần thứ 6 chết, sống lại, mấy người Cheng Hu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Bọn họ không còn ý nghĩ muốn tự sát nữa, chỉ là thấy hết cách với Easy. Cô gái này đúng là tức chết, cô bé muốn chết thì chết, chúng ta không can thiệp nữa. Không thể hiểu nỗi sự đau khổ của cô, nói gì đi nữa thì cũng rất khó thay đổi được quyết định. Nhưng thật sự nếu cô chết thì chúng tôi vô cùng đau lòng. Nước mắt của Easy cứ thế rơi xuống. Cô cảm nhận được sự quan tâm từ những người này, mặc dù không hồi phục trí nhớ, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng thân thuộc, như thể đã từng tới đây trước kia, mà còn làm phát nổ pháo hoa. Lần này cô quyết định không tự sát nữa, phải cố gắng vì mình mà sống tiếp. Pháo hoa 3FT cuối cùng cũng bắn thành công, câu lạc bộ tự sát của họ tuyên bố giải tán.
Sau đó, sự nghiệp của Cheng Hu ngày càng tốt lên, không chỉ trả hết nợ mà còn sống hạnh phúc với người nhà. Easy tốt nghiệp, yêu đương rồi kết hôn, chỉ là lúc sinh em bé suýt chút nữa có sự cố. Nhưng may sao có bác sĩ giỏi nhất ở viện kịp thời cứu chữa, mà bác sĩ này chính là Gao Kun. Nhìn thấy một nhà hạnh phúc, cậu cũng nở nụ cười vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi qua, con gái của Easy ngày càng lớn, lúc đang cùng bố đợi đèn đỏ để qua đường, nhìn thấy một chú chó, vội vàng đuổi theo suýt chút nữa thì bị xe đâm. May là có người kịp thời đẩy ra, mà người cứu chính là Dong Mei. Bây giờ cô đang sống vui vẻ với chồng, mặc dù con mình đã chết, nhưng có thể giúp đỡ người khác cũng là một cách giải thoát. Phim tới đây là hết, hy vọng từ bộ phim này có thể giúp các bạn đang trong trạng thái mơ màng có thể tỉnh táo lại. Cảm ơn mọi người.